thời ra nói em phải đi hỏi chuyện bà con. Sao cô chắc cô phải trả lại 300 ngàn. Chị lên. Không dạ, sao. Mọi người có ai cho anh Huy 300 trả em không nè? Em ơi. Em ơi. Sao con có 30 kia nè. Cô đi đi. Cô đi đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi chết tôi luôn. Chưa nhục chưa. Thôi. Trời ơi. Nhanh lên. Đây là 100 ngàn. Tôi có 100 thôi bà con ơi, còn 200 nữa. Đây. Đây dạ, cảm ơn bà con. Thiệt ra thì hôm nay sẽ đi mua quà chúng là bà con. Ngày hôm nay sẽ mua đồ ủng hộ bà con. Anh nhỏ quá, ba con rồi mà nó ngưỡng mộ anh lắm. Trời ơi, tại vì em đi shopping mà. Mà là chúa đảo chợ, chúa chợ rau đã đi rồi. Em hôm nay cũng phải đi theo luôn và chắc là em sẽ được mua quà chợ rau. Trời ơi, chắc là như vậy. Thôi, ai đây? Anh có máy chụp hình không? Mình lên mình chụp tấm đi. Chụp CT không mà lỗi. Vậy, đây. Lên luôn, rồi bây giờ đây, trời ơi. Đây. Đây. Em quảng cáo còn 3 trái này hả? Mọi người ơi, còn 3 trái đu đủ mọi người ơi. Đu đủ này là đu đủ Trường Thọ nha mọi người ơi. Chỉ còn 3 trái thôi. Ăn vào cái gì? À, hồi nãy còn thiếu em 300 đúng không? Anh Huy đổi ra 3 trái đu đủ này là một trái là 100 ngàn. Đó. Bao nhiêu tiền nha anh? 50 ngàn. 3 trái 50 hay là 50 một trái? 3 trái 50. 3 trái 50. Không, không được tặng. Cái này không được tặng. Mua ủng hộ bà con. 3 trái 50 ngàn. Rồi. Coi như cái này là 3 trái đu đủ tượng trưng cho 300 ngàn. Cảm ơn em đã cho anh mượn tiền. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi, bao nhiêu chị? 40 ngàn. 39 ngàn bán không? 38 ngàn. 35 ngàn giá chốt. 41 ngàn. 41 ngàn. Cái gì? Cảm ơn mọi người, cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Và đã giúp đỡ cho mọi người quay chương trình Việt Nam Tươi Đẹp. Và bây giờ thì ekip cũng như là tất cả mọi người sẽ ăn 3 quả đu đủ này thật là ngon. Cảm ơn bà con, cảm ơn mọi người. Dạ.